Năm lời nguyện Salat trong ngày đêm là trách nhiệm mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã áp đặt cho các tôi tớ của Ngài. Và Ngài đã chỉ định rõ cho mỗi lần Salat một khung giờ cụ thể rõ ràng. Theo đó, lễ Salat sẽ không được công nhận khi thực hiện trước giờ bắt đầu. Allah tối cao đã phán: "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Quả thật, lễ nguyện Salat đã được ban hành cho những người có đức tin vào giờ giấc ấn định. Chương 4, An-Nisa, câu 103. Các giờ giấc của Salat như sau. Salat Dhuhr bắt đầu ngay khi mặt trời nghiêng bóng khỏi đỉnh về hướng Tây và kéo dài đến bóng của mỗi vật đều bằng chính nó. Theo Sunnah, khuyến khích thực hiện ngay lễ Salat này khi giờ nó bắt đầu, càng sớm càng tốt. Trừ khi thời tiết nắng quá gắt thì nên trì hoãn để nắng dịu lại mới thực hiện Salat Dhuhr. Bởi Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã nói: "Idha istasadda al-har fa'abridu bis-salah fa inna shiddat al-har min fayhi jahannam." Nếu trời nắng quá gắt thì hãy chờ nắng dịu lại hả hành lễ Salat, vì sức nóng dữ dội phát ra từ sức nóng của hỏa ngục. Thứ hai, Salat Asr. Đây là Salat trung tâm của năm lễ nguyện Salat như Allah đã nhắc trong lời phán: "وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ." Nhất là cuộc lễ Salat chính giữa, tức là Salat Asr, và các ngươi hãy đứng dâng lễ Salat vì Allah một cách thành tâm cùng với tinh thần đầy sùng kính. Chương 2, Al-Baqarah, câu 238. Salat này có hai thời điểm để hành lễ. Thời điểm lựa chọn được bắt đầu từ cuối giờ Salat Dhuhr cho đến khi mặt trời ngã sang màu vàng, soi chiếu màu vàng đó lên mặt đất và lên vách tường. Theo Sunnah, khuyến khích hành lễ Salat này càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian này. Thời điểm thứ hai được gọi là thời điểm cần thiết, tức gây giờ thời điểm cấp bách, bởi không được phép trì hoãn lễ Salat Asr cho đến khoảng thời gian này trừ khi thật sự cần thiết. Nếu một người bị bắt buộc phải trì hoãn lễ Salat cho đến thời khắc này thì cứ việc hành lễ không có bị ảnh hưởng gì, khi người đó vẫn còn hành lễ Salat Asr trước khi mặt trời lặn. Giờ thứ ba, giờ Salat Maghrib, được bắt đầu từ lúc mặt trời lặn cho đến khi chân trời có màu đỏ rực. Theo Sunnah, khuyến khích thực hiện lễ Salat này càng sớm càng tốt, ngoại trừ trong đêm tại Muzdalifah đối với người hành hương Hajj. Theo Sunnah là gom lễ nguyện Salat Maghrib để hành lễ cùng với Salat Isha, được gọi là gom trễ. Giờ thứ tư, giờ Salat Isha, được bắt đầu từ lúc chân trời có màu đỏ rực, tức ngay khi giờ Maghrib hết cho đến nửa đêm. Theo Sunnah, khuyến khích trì hoãn lễ Salat này càng gần cuối giờ càng tốt, miễn sao người đó không bị khó khăn cho mình. Và không nên ngủ trước khi hành lễ Salat Isha này, và cũng không nên nói chuyện tầm phào sau khi hành lễ Salat này xong. Bởi theo hadith của Abu Bazza radiyallahu anhu kể, trước đây thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam không thích việc ngủ trước Salat Isha và trò chuyện sau đó. Hadith do Bukhari ghi. Giờ thứ năm, Salat Fajr, được bắt đầu từ lúc rạng đông thật, hay được gọi là rạng đông lần thứ hai, cho đến lúc mặt trời mọc. Theo Sunnah, khuyến khích hành lễ Salat này càng sớm càng tốt. Lưu ý, mỗi tín đồ Muslim cần phải cố gắng hành lễ Salat này đúng thời gian đã định sẵn, bởi đây là việc làm được Allah Subhanahu wa Ta'ala thương yêu nhất, như được truyền lại từ ông Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu kể: "Tôi đã hỏi thiên sứ của Allah về việc hành đạo nào được Allah yêu thương nhất. Người sallallahu alaihi wa sallam đáp là Salat trong giờ đã định." Hadith do Ahmad ghi. Tín đồ Muslim chúng ta cần phải quan tâm đến trách nhiệm hàng đầu của mình, đó là lễ nguyện Salat. Dù bận rộn ra sao, dù chúng ta đang ở tình huống như thế nào thì cũng cần phải hoàn thành lễ nguyện Salat trong giờ giấc đã ấn định, bởi thời gian của nó không chỉ diễn ra một thời gian 5-10 phút mà nó diễn ra ít nhất cũng là một giờ đồng hồ, đủ để cho chúng ta tranh thủ sắp xếp công việc để hoàn thành trách nhiệm mà chúng ta được tạo ra là để thực hiện nó. Cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala phù hộ cho tất cả.